めっちゃ痛いなgương này là của Trung mua tặng cho Ly. Ông không biết cái dòng chữ này là gì ta? Opa ga hăng sang bu koi soi. Có nghĩa là anh sẽ luôn nhìn em, luôn dõi theo em. Nghe hơi creepy ha. Ối có dưa leo không ta? Leo không có đúng không? Này cái xong đừng nói nhé. Lít hẳn răng bồ vò có phải luôn mà nhạc bồ vò tắt 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 đi gọi cả lít coi á. Có bác hạt chi bổ không? Ừ. Một. Nhóm cờ được không? Nhóm ta. Mát cơ. Chắc. Chắc. Dạ dạ, biết không? Nắm thôi. 장난해? 아이게애기야이게짱구야야짱구베트남이름뭐야신짱구똑같아짱구누군지알아요가나차라싫어비타민 A 그냥막내먹어도됐지안돼너그러면스트롱더베트남먹을래수주원너무많아아니야안많아아까우리공부나와우리는이거먹어오빠이거먹어이거그렇게먹으래우리여기따라먹구나 야 아, 좀 giới thiệu với mọi người. Đây là kho tàng má hồng của Tuy. Cô chú đi con. Đây là những thứ mình sẽ đem đi làm. Một cây stand, điện thoại, là chương trình. Xong. Mở cửa ra là nó chui tọt lên đây. Mà kêu nó về.
안녕하세요. 오늘은 네가 일을 갈 거예요. 야, 너 어디 가? 가지 마. là cái nhà để xe nên mình sẽ lấy xe đi làm. Bình thường mình lười thì đi Grab thôi, nhưng mà phải tiết kiệm tiền để mua đồ ăn trong mình. Oppa, 안녕. 어디 가? 야. Oppa, 안녕. 가지 마. 네, 갈게. 가, 가. 안녕. A few moments later. 안녕하세요, 여러분. 신짜오 감사합니다 신감은 신감은 화장실 야 베이싱 야 베이싱 잘했어요 hello 먼저 만나 어떤 카페 먼저 카페 cho khách hello 이 mua 20 mấy ly khách hàng thân thiết nhân viên cộng là vô cùng dễ thương đó thì công việc hàng ngày của mình tại quanh đi quẩn lại như vậy mua đồ uống cho khách rồi đặt dịch vụ cho khách hồi nãy là đi tích lô là mình đặt cho khách rồi ăn cơm thì mình cũng lo chiều về đó mình đi làm cho nên là mình không có thời gian quay được nhiều cho nên là các bạn thông cảm nha điểm tiếp theo mà mình dẫn tới khách tới đó là khu dừa này nếu mà mọi người có dịp mà đi tham quan Hội An thì nhớ ghé rừng dừa nha nhớ ghé rừng dừa anh Tân nè xin chào thì khách của mình sẽ ở đây tầm khoảng 40 phút công là sẽ vào trong phố cổ và tham quan phố cổ về đêm thì mình đi qua con sông này xong là mình sẽ tới Hội An có rất là nhiều đường đi qua Hội An thì đây là một trong những cái đường mà các bạn có thể đi thì đây là cái làng Cố Thanh Hà từ làng Cố Thanh Bà các bạn bắt thuyền đi đi về Hội An cũng rất là vui mình sẽ đi thẳng tới chợ đêm Hội An bằng cái con thuyền này bởi vì trong trên thuyền có khách cho nên là nó có quay phim được rồi hàng người ta bị quay phim chụp hình lắm người ta cũng không có muốn lên mạng vậy hết mình gặp nhau ở chợ đêm Hội An bây giờ chắc Ly sẽ đi mua hai đôi dép chiếu một đôi cho Ly và một đôi cho Chun mình thích rất là thích dép chiếu ở đây mà giá cũng ok nữa một đôi tầm đâu 40-45 ngàn thôi thế là người bản địa thì biết thôi là giá như vậy còn ví dụ mà các bạn này du lịch thì hay họ hay bán như kiểu 80-90 cũng có cho nên là rút kinh nghiệm ví dụ nếu mà đi du lịch là phải trả giá nhiều hơn nha cái quà dép chiếu mà mình hay mua mình thích nhất là đôi này đôi mà có hoa hồng dễ mang sau một hồi lựa thì mình cũng đã mua được dép cho chùa hy vọng là vừa mọi người mà có tới Hội An thì nhớ ghé về chỗ này để mua dép chiếu nha chỗ này là ở số 1 Nguyễn Hoàng Hội An oppa đi quả sớm bùa à? Lê ông passport sao chút to? Đi bom ha bà. Ê cái đồ bốt thì đi gì? Nó thò bít chết đó. À, thật à? Chả cả à? Thật chứ? Mà nó? À, thế mà sư phụ bít đó. À, nhà rất có thái mê là ai đấy? Là tổ chanh chê. Cái gì mà? Nó ổ bàn đồ. À, thật chứ? Chúng không biết. Chúng không biết. 이거 우리 더 뉴 파워 파는
하고 넌 어땠어? 너무 좋았어. 안 잤어 아니야? 아 오늘 좀 피곤하네. 관심 없어. 관심 있어 봐봐. 이거 봐 고개 봐봐 고개. 야 이게 관심 없냐? 이게? 관심 엄청 많지? 이거 봐. 안 믿겨서 키가 인터랙팅 그런 거 있어. 아유 똥 치우는 남자야. 미소 똥 사는데. 냄새 어때? 아 진짜 싶었어? 딱 그만큼 좋았어. 야.